Chương một. Mở đầu bị đánh vào tỏa yêu tháp. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tông chủ đại nhân, thiếu tông chủ không chỉ có lén xông vào cấm địa, còn tự tiện mở ra kiếm trũng phong ấn, khiến cho tử thanh song kiếm bạo động, để cho thuộc sơn đệ tử thương vong hơn 10 người. Dựa theo thuộc sơn giới luật, theo lý trúc phế thiếu tông chủ, đầy đi tỏa yêu tháp trọn đời thoát thân không được. Mời tông chủ trút phế thiếu tông chủ, đầy đi tỏa yêu tháp trọn đời thoát thân không được. Mời tông chủ trước phế thiếu tông chủ, đầy đi tỏa yêu tháp trọn đời thoát thân không được. Thục sơn trong đại điện, các vị cấp cao các trưởng lão, mỗi cái vẻ mặt không lành, mãnh liệt yêu cầu trước phế thiếu tông chủ, triệu phàm. Từng đạo nhọn chói tai tiếng của trách, vang vọng ở triệu phàm bên tai, để cho hắn vốn là mơ hồ ý thức, dần dần trở nên thanh tĩnh. Ta lại xuyên việc rồi. Hai ngày trước, bởi vì tiền thân bị người mê hoặc lén xông vào thục sơn cấm địa còn vạch trần kiếm trũng phong ấn đưa đến tử thanh song kiếm bạo động thục sơn hơn 10 người danh đệ tử thương mất thục sơn trên dưới tức giận vô cùng hôm nay bị đặt đến đại điện xét xử mà ta lại vào lúc này chuyển kiếp tới triệu phàm không khỏi cười khổ một tiếng vừa mới chuyển kiếp tới trở thành thục sơn thiếu tông chủ còn chưa có bắt đầu đại triển quyền cước liền bị đầy đi tỏa yêu tháp. như vậy máu cho sự tình lại phát sinh ở trên người mình, thật là làm cho nhân dở khóc dở cười. Tông chủ, ta phản đối. Đại ca là bị người mê hoặc, mới có thể không cẩn thận xông vào cấm địa mở ra kiếm trũng phong ấn, xin tông chủ từ nhẹ xử trí. Lúc này, duy nhất đứng ra cầu tha thứ, chỉ có triệu phàm đệ đệ triệu thành. Dĩ vãng cùng thiếu tông chủ triệu phàm xưng huynh gọi đệ sư các anh chị em, hoặc là chính là im lặng không lên tiếng, hoặc là liền hai tay là tán thành các vị cấp cao các trưởng lão đề nghị triệu thành lui ra thục sơn tông chủ triệu tứ hải sắc mặt xanh mét tim như bị đau cắt lại tỏ ý con trai nhỏ lui qua một bên cha đại ca nhưng là ngài con ruột chẳng lẽ ngươi không nghe biết không tạ nói cho ngươi lui ra triệu tứ hải nhướng mày một cái giọng tăng thêm nói nhận ra được nhà mình cha trong giọng nói biến hóa Triệu Thành siết chặt quyền sắc mặt của đầu không cam lòng, nhưng vẫn là yên lặng lui sang một bên. Triệu Tứ Hải quay đầu nhìn về phía bị phế đi tu vi nhi tử Triệu Phạm, trong đôi mắt mang theo vẻ bất nhẫn, nhưng suy nghĩ nhiều lần, hắn như cũ dùng lạnh giá giọng, nói. Truyền cho ta hiệu lệnh, trước phế Triệu Phạm thân phận của thiếu tông chủ, đầy đi tỏa yêu tháp. Không có ta pháp chỉ, Triệu Phạm không được rời tỏa yêu tháp một bước. Ở thực lực này xưng tôn thế giới tu tiên giả, bị phế đi toàn thân tu vi, đầy đi tỏa yêu tháp, liền có nghĩa là gần như trọn đời thoát thân không được. Do chấp pháp trưởng lão cùng giới luật đường các đệ tử tự mình áp tải, triệu phạm rất nhanh bị mang tới thuộc sơn trong cấm địa, nơi này có cây khô héo, đá vụn thành đống, phi thường hẻo lánh cùng vắng lặng. Cách đó không xa, một tòa thanh đồng cổ tháp sừng sững mà đứng. Tòa này thanh đồng cổ tháp phi thường to lớn, thân tháp hiện lên sặc sỡ màu xanh đồng, giống như sừng sững đỉnh núi, cao vút trong mây. Két. Theo nặng nề rỉ loan lỗ tháp cửa mở ra, nhào tới trước mặt một cổ mục nát cùng khí tức tử vong. Đây chính là thuộc sơn tiếng tâm lừng lẫy, tỏa yêu tháp. Mấy vạn năm trước, tỏa yêu tháp danh xứng với thực, đã từng trấn áp tuyệt đại yêu ma. Sau đó, thuộc sơn kiếm đạo sa súc, bên trong tháp các yêu ma cũng đa số tọa hóa, nơi này dần dần diễn biến thành trấn áp thuộc sơn tội phạm chỗ nhưng phạm là mắc phải trọng tội thuộc sơn môn nhân, cũng sẽ bị lột tu vi, đẩy đi tới đây nhốt. Tỏa yêu tháp trước, triệu phàm tóc tai bù xù, ở hai tòa thật to thần tượng sặc sở không lành lặng làm nổi bậc hạ, càng lộ ra thê lương cùng cô đơn. Thật là đáng tiếc. Thiếu tông chủ vốn là tiền đồ vô lượng, chưa tới mấy trăm năm có lẽ có thể trở thành tân thuộc sơn tông chủ, thống soái thuộc sơn số trên vạn danh tu tiên giả. Lại không nghĩ tới, chỉ một ý nghĩ sai đi nhầm vào cấm địa, gây thành tử thanh song kiếm bạo động, còn chết nhiều môn như vậy nhân. Một khi bị nhốt vào tỏa yêu tháp, sợ rằng dùng không được thời gian bao nhiêu lâu, sẽ chết thảm ở bên trong. Nhìn triệu phàm cô đơn bóng người, một cái giới luật đường đệ tử lắc đầu thở dài nói. Ai nói không phải thì sao? Này tỏa yêu tháp bên trong hoàn cảnh ẩm ướt âm lãnh, hơn nữa còn có dĩ vãn tọa hóa yêu ma còn sóc lại kinh người sát khí. Đừng nói là không có một người tu viên người bình thường, cho dù là ta ngươi bực này tu tiên giả, đều không cách nào ở bên trong chống đỡ quá lâu. Một người khác giới luật đường đệ tử, cũng là mang theo vẻ đồng tình nói. Năm trăm năm trước, thuộc sơn một vị nội môn trưởng lão tổ hỏa nhập ma, đối thuộc sơn môn nhân đại khai sát giới, bị lúc ấy tông chủ trấn áp đầy đi tỏa yêu tháp, nhưng sau khi tiến vào không tới mấy năm bạo tể mà chết. Hai trăm năm trước, ma đạo một vị cự bá xâm chiếm thuộc sơn, bị ba vị thái thượng trưởng lão liên thủ trấn áp nhốt vào tỏa yêu tháp, không tới thời gian hai năm, vì kêu uy danh chấn động ma đạo cường giả chết thảm bên trong tháp. 80 năm trước, được xưng thuộc sơn một trong mười đại cường giả lưu vân kiếm tôn chí, thiện tự tu hành tông môn cấm thuật, bị hiện tại tông chủ nhốt vào tỏa yêu tháp, không ra tam tháng ngay tại bên trong tháp tỏa hóa. Tòa này tỏa yêu tháp, gần như chứng kiến thuộc sơn cận đại sở hữu hỗn loạn năm tháng nhưng phàm là bị giam đến bên trong tháp nhân, không có mấy người có thể sống được lâu dài. Hắn đây là trừng phạt đúng tội, các ngươi cũng phải lấy làm trả giá. Thân là giới luật đường đệ tử, tự thân các ngươi không chỉ có muốn tuân thủ thuộc sơn giới luật, còn phải nghiêm khắc giám sát những đệ tử khác môn, miễn cho bọn họ xúc phạm quy củ, rơi vào như vậy kết cục bi thảm. Chấp pháp trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, hướng về phía kia giới luật đường các đệ tử tìm răng dạy nói, đem triệu phạm làm điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy. Nghe được chấp pháp trưởng lão cùng các đệ tử đối thoại, triệu phạm mắt lộ ra vẻ không cam lòng, tự lẩm bẩm. Chẳng nhẽ đây chính là ta kết cục, sau đó không lâu muốn chết thảm ở bên trong. Ken, đánh dấu hệ thống đã kích hoạt, có hay không ở tỏa yêu tháp trước đánh dấu. Ngay tại triệu phạm đang lúc tuyệt vọng, trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Mặc dù kim thủ chỉ sẽ tới trễ, nhưng cuối cùng tới không tính là quá muộn. Triệu Phàm có chút kinh hỉ, nhưng lại mang vẻ khẩn trương, không biết rõ này hệ thống có tác dụng gì, có thể hay không trợ giúp chính mình thoát khỏi bây giờ khốn cảnh. Đánh dấu. Triệu Phàm chần chờ nói. Ken, tỏa yêu tháp trước đánh dấu thành công, khen thưởng tiên thiên kiếm thể. Trong nháy mắt, một cổ vô căn cứ mà hiện cường đại dòng nước ấm, liền xông vào Triệu Phàm trong cơ thể, vốn là bởi vì mất đi tu vi mà trở nên suy yếu thân thể vào giờ khắc này lần nữa đổi thành bồng bột lực lượng cường đại quá tốt này hệ thống chức năng thật không ngờ nghịch thiên triệu phàm phi thường khiếp sợ có thể thấm thía cảm nhận được tự thân thể xác trở nên phi thường cường đại hệ thống ta có thể lặp lại đánh dấu sao triệu phàm khẩn cấp hỏi nếu như có thể lặp lại đánh dấu khởi không phải có thể lấy được càng nhiều khen thưởng mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu một lần, chỉ cần là thiên đạo khí vận đậm đà khu vực, hệ thống khen thưởng cũng sẽ không theo lặp lại đánh dấu mà giảm bớt. Kiểm tra đến ký chủ chỗ khu vực, chính là thiên đạo khí vận đậm đà khu vực đặc biệt, có hay không thiết trí vì thường trú đánh dấu điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, triệu phàm đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó âm thầm suy đoán, chẳng nhẽ này tỏa yêu tháp chính là hệ thống lời muốn nói khí vận khu vực đặc biệt. Đồng ý. Triệu Phạm nói nhanh. Hệ thống đã thành công đem tỏa yêu tháp thiết trí vì thường trú đánh dấu điểm, ký chủ có thể vô hạn lần đánh dấu đạt được bất đồng khen thưởng, cho đến thiên đạo khí vận biến mất mới thôi. Lấy được hệ thống xác nhận, Triệu Phạm mừng thầm. Nói như vậy, ta khởi không phải có thể an tâm cẩu thả ở tỏa yêu tháp, thông qua hệ thống đánh dấu lấy được được thưởng, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Nơi này là thực lực vi tôn tu tiên thế giới, không nói bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi, ngay cả thuộc sơn trên dưới đều là cùng cuộn sóng ngầm. Chờ ta thông qua hệ thống trợ giúp, trở nên đủ mạnh thời điểm, sẽ rời đi tỏa yêu tháp khởi không phải ổn thỏa hơn. Như vậy một suy nghĩ, triệu phàm trở nên bình thường trở lại, bị giam vào tỏa yêu tháp cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đối người khác mà nói, tỏa yêu tháp là lấy mạng tuyệt địa. Nhưng đối với hiện tại triệu phàm mà nói, nhưng là một cái khả năng lấy không hết bảo khố không đợi giới luật đường các đệ tử thúc giục, triệu phàm mặt lộ ra nụ cười, rồi sau đó dứt khoát quả quyết đi vào tỏa yêu tháp trung. Một màn này, lại để cho giới luật đường các đệ tử ngớ ngẩn, ngay cả cách đó không xa vị kia chấp pháp trưởng lão, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu tông chủ, đây là thế nào? Lại cười khúc khích chủ động đi vào tỏa yêu tháp, chẳng lẽ là không chịu nổi đã kích, trở nên điên điên khùng khùng. Ây, không nghĩ tới trước cao cao tại thường thiếu tông chủ, biến thành bộ dáng này. Chú ý tới triệu phạm cái bộ dáng này, giới luật đường các đệ tử trố mắt nhìn nhau, phạm là đổi thành những người khác, đi tới tỏa yêu tháp trước cửa, đều phải chết không sống chịu đi vào. Bởi vì ai cũng biết rõ, một khi đi vào tỏa yêu tháp, đời này coi như là xong rồi. Trước đối với một ít không phối hợp thuộc sơn tội nhân, bọn họ thậm chí phải ra tay đánh ngất xỉu ném vào. Có thể triệu phàm lại mặt lộ nụ cười, tự hồ còn có vẻ hơi cao hứng, chủ động đi vào tỏa yêu tháp này không phải điên đây là cái gì giới luật đường các đệ tử gần như cũng trong lúc đó phát ra mỗi người tiếng thở dài đáng tiếc một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục vì kia chấp pháp trưởng lão cũng là lắc đầu một cái chợt hướng về phía một tên non nớt nữ đệ tử nói trương thiến ngươi là chúng ta giới luật đường tối tiểu đệ tử sau này do ngươi phụ trách cho thiếu tông chủ đưa cơm Bây giờ hắn thì không cách nào tu hành phế nhân, nhưng dù sao cũng là tông chủ con trai ruột, ngươi không cần thiết lạnh nhạt, nếu không bắt ngươi là hỏi. Nghiêm trưởng lão yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt thiếu tông chủ. Cái này kêu trương thiến nữ đệ tử thiên chân khả ái, nhu thuận gật đầu một cái. Nàng chớp con mắt lớn, nhìn đi vào tỏa yêu tháp triệu phàm, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ đồng tình. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.